Xin chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách ghép ảnh để tạo video clip timelapse. Ở đây mình có khoảng 5.000 ảnh cho clip timelapse này. Bây giờ mình sẽ import vào Adobe Premiere. Để chọn import, chọn vào file ảnh đầu tiên của folder này. Bước quan trọng nhất là các bạn sẽ chọn vào image sequence. Nó sẽ cho phép sử dụng tấm ảnh đầu tiên làm frame đầu tiên cho clip và tự import đại diện cho tất cả các frame còn lại. Chúng ta nhấn import. Thì các bạn thấy ở đây Premiere lập tức ghép tất cả những ảnh của chúng ta lại để tạo thành clip. Chúng ta sẽ kéo vào timeline. Nếu các bạn muốn tăng hoặc giảm độ dài của clip thì chúng ta sẽ chuột phải vào chọn Speed Duration. Tiếp theo chúng ta có thể import nhạc vào Audio Track. Và nếu các bạn muốn tạo hiệu ứng Zoom Panning thì các bạn nhấn vào Tab Effect, hiệu ứng Zoom. Thì chúng ta sẽ tăng giảm scale ở đây. Chẳng hạn như mình muốn zoom ra, đầu tiên mình sẽ tăng scale lên. Sau đó chúng ta nhấn vào biểu tượng đồng hồ ở đây. Nó sẽ tạo keyframe. Bạn thấy bên phải đây, chúng ta có một keyframe. Sau đó chúng ta sẽ ray timeline đến cái đoạn chúng ta cần zoom ra. Chẳng hạn như đây mình chọn cuối clip. Mình sẽ scale lại. Zoom rộng ra. Bạn thấy một keyframe mới xuất hiện. Ok, mình sẽ play thử cho các bạn thấy. Chúng ta đã có hiệu ứng zoom. Cũng tương tự, nếu các bạn muốn hiệu ứng panning thì chúng ta sẽ tạo keyframe ở position. Nếu các bạn muốn retouch, chúng ta sẽ vào Lumetri Color. Trên đây có đầy đủ các tab tương tự như Lightroom. Và cuối cùng chúng ta sẽ xuất ra clip thành phẩm. Các bạn vào File, Export, Media, phần Preset. Nó cho phép chúng ta tùy chỉnh chất lượng của file clip. Chẳng hạn ở đây mình xuất ra 4K trên YouTube, mình sẽ chọn vào YouTube 4K. Tương tự nếu các bạn muốn xuất ra Full HD, các bạn vào chọn vào YouTube Full HD. Ok, cảm ơn các bạn.